Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình để góp nhãn 50.000 token Elon từ dự án Elowatt nha các bạn. Thì đây là website của dự án này các bạn. Thì nó đã có contract, có ra mắt đầy đủ các thứ này các bạn. Có thông tin trên tờ Twitter này nọ đồ chính thức này các bạn. Hiện tại token đang phát hành free sale nè, để mình lướt xuống mình coi hết rồi mà. 3 We have little market cap. Để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình, mở Telegram ra nghe tất cả các bạn bấm nút start nè để chat chatbot nha các bạn. Rồi mình sẽ get được 50.000 token Elonwork nè các bạn. Thì một token Elonwork này với giá là 0.0002 USDT cho một token nha các bạn. Các bạn bấm join airdrop nè. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join vào nhóm chat nè các bạn. Rồi các bạn join sao nha các bạn. Hiện tại có 115 năm 54.000 member nha các bạn. Hết chứ. 100 thôi, số này nhiều quá mình khó đọc các bạn, mình cũng biến quá. Rồi các bạn mới đáp lại tiếp tục, các bạn join tiếp canceller nè. Các bạn join tiếp canceller rồi bạn mới đáp lại, bạn tiếp tục tờ Twitter, các bạn like và request and pinboard nè các bạn. Các bạn bấm vào fan nha các bạn. Trên tờ Twitter thì bấm vào theo dõi nè. Các bạn like nè các bạn. Các bạn chỉ chẳng cho bị giết được game nghe ta các bạn. Các bạn gõ username của dán vào nè các bạn. Mình không biết mình gõ username những dán thế này tờ Twitter nó có phá cái tài khoản của mình không các bạn. Mình không biết có nên thấy không. Thôi các bạn tăng 5 người bạn, 3 người bạn của mình thường xuyên đi các bạn. Rồi bấm tờ quýt lên nè. Mình không dám mạo hiểm các bạn ơi. Rồi các bạn mới đắp lên nha tất cả các bạn. Để nó phá tờ Twitter của tất cả các bạn là tôi cần nó không phân phối nữa nha tất cả các bạn. Tiếp tục thì bạn follow minimum nè. Xem minimum follow không được thì các bạn lên set like, gõ vào phần mềm tool VPN các bạn phát IP rồi các bạn follow minimum nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút submit detail nè. Mình đã không có nhiều video hướng dẫn các bạn phát IP này nọ đồ follow minimum rồi nha các bạn. Thì bạn nào không biết thì cứ để là một cái dấu chấm, mình sẽ hướng dẫn các bạn follow minimum nha. Rồi tiếp tục nó hỏi các bạn có son cho nhóm chat trên seller không, các bạn kiểm tra nha tất cả các bạn. Rồi tất cả các bạn đã có son rồi thì bạn bấm done. Tiếp tục thì các bạn gửi lên đường link profile tại Twitter của mình nè. Tất cả các bạn mở Twitter mình ra, nhấp vào ba chữ gạch bên cùng nè các bạn. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba chữ gạch bên cùng nè. Các bạn nhấp vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sao chép vào khai nhớ tạm nha các bạn. Các bạn sao chép vào khai nhớ tạm xong các bạn bắt up lại, các bạn gửi lên cho bot nè các bạn. Gửi lên đường link profile username mình nè. Các bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn gửi cho bot nha tất cả các bạn. Medium là một cái trang truyền tải tài liệu mà nó chặn Việt Nam mình các bạn. Rồi nha các bạn, Medium thì các bạn phát IP, các bạn follow Medium xong thì các bạn nhấp vào cả avatar trang cá nhân của mình, các bạn copy cái dòng thời gian Medium của mình nha các bạn, bạn gửi lên cho bot. Vì mình không thể hướng dẫn các bạn tỉ mỉ được các bạn. Mình mất tải app về rồi follow hướng dẫn các bạn follow rồi hướng dẫn nó lâu lắm nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi lại đường link, gửi lại địa chỉ với BNB Smart Chain Best 20, các bạn dùng địa chỉ với Chocolate các bạn, hoặc là địa chỉ với Safiban chạy trên nền tảng Best 20 các bạn. Không được dùng với sàn với giao dịch. Rồi các bạn mở địa chỉ với Chocolate của mình, copy địa chỉ BNB Smart Chain. Rồi các bạn chạy dùng bot, các bạn gửi cho bot nè các bạn. Nó đề xuất là BNB Add Chocolate nha các bạn. Rồi các bạn join sao nguồn ngay gấp của nó các bạn. Nguồn ngay sếp đi xa là nguồn ngay gấp uy tín các bạn. Các bạn bấm don các bạn. Rồi sao nó không phản hồi gì các bạn. Các bạn chậm xíu các bạn. Bot header. Rồi nó có follow Twitter bấm set các bạn.
Rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào site tiếp để cập nhật tài khoản của mình nha bạn. Đây là link ghép của mình, các bạn việc lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm token các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn nhận 50 token All on Work đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình và chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.